Nổi tiếng với những tác phẩm kinh dị, xoắn não xoay quanh chủ đề gia đình, đạo diễn Mike Flanagan đã đánh dấu sự trở lại vô cùng ấn tượng với series The Fall of House of Usher, kể về hàng loạt những sự kiện bi thảm của dòng họ Usher khi chỉ trong vòng 2 tuần đã xảy ra cái chết của 6 người con và một người cháu duy nhất. Bộ phim đan xen rất nhiều những chi tiết kinh dị có liên quan mật thiết đến truyện ngắn và thơ của nhà văn Edgar Allan Poe với những thông điệp về quả báo, lòng tham con người. Ra mắt từ giữa tháng 10 trên nền tảng Netflix, hiện nay điểm số của bộ phim trên trang đánh giá IMDb là 8,1 trên 10 và Rotten Tomatoes là 90% điểm cà chua tươi. Với sự góp mặt của dàn diễn viên gạo cội như Bruce Greenwood, Carla Gugino và huyền thoại Star Wars Mark Hamill, sự sụp đổ của dòng họ Usher được đánh giá là một trong những series đáng xem nhất nửa cuối năm 2023. Vậy thì còn chần chừ gì nữa, hãy cùng với Way to Way Movie tóm gọn lại diễn biến bộ phim và đặc biệt là giải mã toàn bộ những chi tiết thú vị xuyên suốt kiệt tác này nhé. Lưu ý bộ phim được diễn ra theo trình tự phi tuyến tính nên để dễ hiểu cho các bạn, chúng mình đã sắp xếp lại nội dung theo trình tự thời gian hợp lý. Còn bây giờ thì let's go. Xoay quanh câu chuyện của dòng họ Usher từ khi đứng trên đỉnh cao danh vọng và cuối cùng là những ngày điêu tàn diệt vong. Ta được biết những người đứng đầu đế chế Usher là hai anh em Roderick và Madeleine. Họ vốn là con riêng của chủ tịch tập đoàn dược phẩm Fortunato. Nhưng rồi thì gã chủ tịch không hề có ý định nhận hai anh em làm con, họ càng không có quyền thừa kế tập đoàn Fortunato. Một bên thì bố ruột sống cảnh giàu sang phú quý, một bên thì người mẹ đau ốm bệnh tật triền miên. Roderick và Madeleine từ đó đã nuôi lòng căm hận người cha ruột giàu có mà máu lạnh. Căn bệnh Cardassil của người mẹ trở nặng, bà xuất hiện những ảo giác và trở nên tê liệt, bất động trên giường. Hai anh em đã vô tình chôn sống bà mẹ ngay trước nhà, để rồi bà mẹ đội mồ sống dậy và lao đến nhà gã chủ tịch, thảm sát ông ta như một lời nguyền giận dữ vì tất cả những bi kịch này xuất phát từ sự chối bỏ của ông ta. Từ đó, Roderick và Matt nương tựa vào nhau, nung nấu ý định tiếp cận khối tài sản là tập đoàn vốn thuộc về mình. Kế hoạch của hai anh em nhà Usher dần chạm tới thành công sau những sự sắp đặt để Roderick chiếm được vị trí quan trọng trong tập đoàn Fortunato. Nhưng bước ngoặt chỉ thực sự xuất hiện vào đêm giao thừa năm 1979, khi hai anh em đã gây ra một tội ác tày trời ngay trước đó. Họ đã chôn sống chủ tịch đương nhiệm của Fortunato ngay tại căn hầm của công ty này. Đây chính là điều kiện để một người phụ nữ tên Verna xuất hiện và đưa ra một bản giao kèo với hai anh em. Giao kèo này chỉ rõ, Roderick và Madeleine sẽ được sống một cuộc đời vinh hoa phú quý mà không gặp phải bất kỳ cản trở nào. Và chỉ khi Roderick và Madeleine chết thì cả dòng họ Usher mới phải sụp đổ. Được Verna tiết lộ rằng họ sẽ còn sống rất lâu với số tiền mà cả đời con cháu cũng không thể tiêu hết, Roderick và Madeleine không hề suy nghĩ nhiều, lập tức đồng ý. Giây phút ly rượu chạm vào nhau, bản giao kèo giữa người trần mắt thịt và thế lực siêu nhiên đã được ký kết. Cũng trong thời điểm năm 1979 đến năm 1980 này, Roderick đã có mối quan hệ với August Dupin, trợ lý công tố viên đang theo đuổi các cáo buộc liên quan đến dược phẩm Fortunato. August vốn tin tưởng Roderick sẽ đứng ra tố cáo Fortunato vì những sai phạm chết người của tập đoàn này. Nhưng rồi thì Roderick thản nhiên cắn ngược lại anh ta tại phiên tòa, đổ lỗi cho August rằng anh ta đã ép hắn phải làm nhân chứng. Bán sạch lương tâm, Roderick đã sẵn sàng đón nhận tương lai rực rỡ, tiếp quản Fortunato. Trải qua hơn 40 năm, vị thế của đế chế tỷ đô Usher và tập đoàn dược phẩm Fortunato vẫn không bị lay chuyển. Nhờ vào loại thuốc được quảng cáo là giảm mọi loại cơn đau do tập đoàn này phân phối, Ligodone, sự hưng thịnh của dòng họ Usher ngày một thăng tiến. Bởi Ligodone có khả năng gây nghiện nặng, đến chính cô vợ út của Roderick cũng là kẻ nghiện thuốc này. Nên thực chất, nhà Usher kinh doanh trên xác chết của cả triệu người dân, không khác gì lũ buôn ma túy. Không từ bỏ công lý sau từng ấy năm, August Dupin vẫn tiếp tục đưa ra các cáo buộc sai phạm nhắm vào Fortunato và nhà Usher này. Từ đây, giây phút điêu tàn của một đế chế chính thức diễn ra một cách kinh hoàng. Tự hứa với bản thân sẽ không giống như người cha ruột mà chối từ con của mình, Roderick Usher đã có tới 6 người con với 5 người vợ khác nhau. Đứa nào cũng được thừa kế và đầu tư tiền tỷ, nhưng đứa nào đứa nấy cũng đều có thói hư tật xấu. Cái chết đầu tiên đánh dấu cho chuỗi bi kịch thuộc về cậu con trai út, Perry. Trong một lần tổ chức tiệc trụy lạc tại chính nhà máy bỏ hoang của bố, anh ta đã vô tình xả hết chất thải hóa học từ bể chứa của nhà máy, để rồi cơn mưa axit xối xuống từng thân thể nhơ nhớp, Perry hóa kiếp đầy đau đớn với không một mảnh da lành lặn. Cũng trong sự kiện thảm khốc này thì ta biết được rằng cô con dâu cả của nhà Usher cũng có mặt tại tiệc trụy lạc, nhưng cô đã được kịp thời cứu chữa, dù trông cũng không kém phần thoi thóp. Perry chết, theo thứ tự lần lượt từ nhỏ đến lớn, cô chị được mệnh danh là chiến thần truyền thông, Camille, chính là nạn nhân tiếp theo. Được biết trong nhà có kẻ bán đứng thông tin cho bên công tố viên, Camille đã nhắm vào cô chị ba, Victorine để điều tra, hòng lập công với ông bố. Nhưng rồi thì trong một lần tò mò căn cứ nghiên cứu thử nghiệm của Victorine, Camille đã bị con tinh tinh trong phòng thí nghiệm của chị ba xé nát mặt.
cái kết của kẻ tọc mạch vô cảm đã đánh dấu sự liên hoàn mất mạng của nhà Usher. Lưỡi hái tử thần lần lượt lướt qua trên đầu những đứa con của Roderick, trong đó có đứa con trai đang đầu tư vào lĩnh vực game, Leo. Leo trong một lần chơi đổ pha quế, anh ta đã giết chết con mèo của người yêu mình. Để lấp liếm lỗi lầm, Leo đã mua một con mèo tương tự đem về nhà nuôi. Không ngờ từ lúc nhận nuôi, con mèo đã khiến Leo hóa điên, nó không ngừng phá phách đồ đạc, hành hạ anh. Để rồi, Leo cả ngày chỉ đuổi theo con mèo, hòng giết được nó. Trong một giây phút bất cẩn, Leo đã lao ra ngoài ban công nhằm đập nát con mèo, nhưng kẻ nát bét không toàn thây ở đây lại chính là Leo. Chưa đầy 2 tuần mà đã có tới 3 người con nhập quan. Roderick và em gái là Madeline đã dần ý thức được những sự kiện kỳ quái này xoay quanh một người phụ nữ bí ẩn và bản sao kèo năm xưa. Trong lúc truy lùng tung tích của Verna, cái chết của cô con gái Victorine đã để lại ám ảnh kinh hoàng cho ông bố Roderick. Vic, vốn là một bác sĩ đang nghiên cứu một thiết bị hỗ trợ tim, bị bố thúc giục thử nghiệm trên con người, Vic đã ép buộc bạn gái là một bác sĩ phẫu thuật nổi tiếng mong chóng thực hiện ca giải phẫu. Trong lúc xô xát, Vic đã đập nát đầu cô bạn gái và trực tiếp thí nghiệm lưới tim ở trên người cô. Để đến lúc Roderick phát hiện, Vic như hóa điên mà cầm lấy con dao, xuyên thẳng một nhát vào trái tim của cô, tự vẫn ngay trước mặt người bố. Những đứa con ngoài giá thú của Roderick đã lần lượt đăng xuất bằng những cách thức man sợ nhất. Giờ đây chỉ còn 2 anh em, Frederick và Tammy Usher, con của bà vợ cả Annabelle. Là đứa con gái kiêu ngạo của nhà Usher, Tammy bị ám ảnh bởi sự hoàn hảo và sự công nhận của người bố. Cô đang chuẩn bị ra mắt một gói dịch vụ chăm sóc sức khỏe cao cấp với hy vọng thay đổi cái nhìn của công chúng rằng nhà Usher không phải là những kẻ bán thuốc mà họ còn quan tâm đến sức khỏe, sắc đẹp, tất nhiên là một cách giả tạo. Nhưng rồi thì Tammy đã làm hỏng buổi ra mắt bởi những ảo giác kinh hãi. Cô ả trở về nhà trong sự hoang mang. Cầm lấy chiếc gậy, Tammy lùng sục khắp cả căn nhà và đập vỡ tất cả tấm gương để tìm ra kẻ khiến cho tâm trí của cô điên loạn. Kết cục, Tammy nằm sõng soài trên đống gương vỡ cùng mảnh cắt sâu hoắm tước đi sinh mạng cô con gái cuối cùng của nhà Usher. Lưỡi hái của tử thần đã chạm tới người con trai cả, Frederick. Vốn là một đứa con trai bất tài của Roderick, Freddy đã có vợ và con gái tên là Lenore. Sau khi biết tin vợ của mình xuất hiện tại tiệc trị lạc của em út, Freddy nảy sinh nghi ngờ bị cắm sừng. Hắn ngày đêm chơi đồ để quên đi thực tại. Không những thế, còn tiêm ma túy cho vợ nhằm hành hạ cô ả vốn chẳng còn sức phản kháng. Trong một lần lên cơn, Freddy đã lấy kìm nhổ hết răng của cô vợ, rồi thẳng tiến đến nhà máy nơi tổ chức tiệc trị lạc của em út. Giờ đây là hiện trường của vụ thảm sát để phá dỡ nơi này. Hít một line ngay trước khi đập phá nhà máy. Không ngờ, Freddy hít trúng phải thuốc tê liệt của vợ. Hắn nằm lăn ra bất động. Freddy tử vong thảm khốc khi hắn hoàn toàn tỉnh táo mà không thể làm bất cứ điều gì. Con gái của Freddy là Lenore, hậu duệ cuối cùng của nhà Usher cũng đã lìa đời một cách thanh thản bởi linh hồn thuần khiết của cô nàng đã khiến cho Verna vô cùng thương xót. Lenore tròn 16 tuổi khi ra đi, để lại nỗi ân hận cả đời cho ông nội Roderick Usher. Cả một dòng họ đông đúc, giờ đây vẫn chỉ còn lại 2 người là Roderick và Madeline. Biết trước kết cục của cuộc đời mình, Roderick đã mời công tố viên August Dupe đến căn nhà cũ của ba mẹ con ông thời còn bé để thú nhận mọi tội lỗi trước pháp luật. Nhưng rồi thì như Verna đã từng nói, khi mọi thứ hạ màn, cả hai sẽ phải cúi chào cùng nhau, tức là cả hai anh em Usher đều phải kết thúc mạng sống của mình. Vậy là trước đó, Roderick đã nhẫn tâm sát hại Matt và ướp xác bà ta như cách thức của người Ai Cập. Sau khi Roderick thú nhận hết mọi tội lỗi trước công tố viên August, căn nhà cũ của hai anh em bắt đầu rung chuyển giữa cơn bão. Từ dưới căn hầm, Madeline sống dậy, bất ngờ phủ lấy Roderick, điên cuồng bóp nghẹt người anh trai bằng sức lực cuối cùng. Căn nhà của dòng họ Usher đã sụp đổ ngay trước mắt công tố viên August Dupe, đem theo tất cả những gì xấu xa, kinh tởm nhất của những con người vốn đã bán linh hồn để leo lên nấc thang danh vọng xuống dưới mồ. Dòng họ nhà Usher chính thức diệt vong, không bao giờ xuất hiện trên cõi đời này nữa. Theo như cái kết trong truyện ngắn The Fall of the House of Usher của Edgar Allan Poe, sau khi chứng kiến cái chết của hai anh em nhà Usher, nhân vật tôi đã hoảng loạn chạy ra khỏi tòa dinh thự trước khi nó vỡ làm đôi và đổ sụp xuống mặt hồ bên cạnh, miêu tả chính xác cái tên của tác phẩm, sự sụp đổ của dòng họ Usher. Hình ảnh con quạ đậu trên nóc nhà hay hình tượng của Verna đang nhìn xuống đống đổ nát tàn dư của nhà Usher, minh chứng cho món nợ của bản giao kèo năm xưa đã chính thức thanh toán sòng phẳng. Sự sòng phẳng này cũng thể hiện trong phân đoạn Verna đến từng ngôi mộ của nhà Usher và để lại cho mỗi người một đồ vật có liên quan đến cuộc đời của họ. Riêng chỉ có ngôi mộ của Lenore, bà ta đặt một chiếc lông quạ để bày tỏ lòng thương xót sinh mạng thuần khiết, vô tội của cô. Chi tiết August Dupe đến thăm mộ của gia tộc Usher cũng đã cho chúng ta thấy một góc nhìn khác về định nghĩa thế nào là giàu có. Sau tất cả biến cố, đấu tranh và cả sự kinh hoàng khi chứng kiến dòng họ Usher bỏ mạng trước mắt mình, August tự tin nói rằng mình là người đàn ông giàu có nhất thế giới. Vì ông ta có gia đình, có đạo đức, có trách nhiệm với những người mình yêu thương và cả xã hội. August đã thể hiện quan niệm này ngay từ những giây phút đầu tiên khi ông ta xuất hiện trong bộ phim và cả những giây phút cuối cùng.
Trải qua biến cố cuộc đời, nhiều lần nghi ngờ công lý, nhưng quan điểm của August là điều mà mình chắc chắn ai cũng sẽ nhìn thấy sau khi chứng kiến những trải nghiệm kinh hoàng của nhà Usher. Thông qua lời dẫn chuyện của August Dupe và cả những tiết lộ của Verna, ta được biết rằng những năm về sau, cô vợ út Juno đã trao quyền thừa kế và quyết định giải thể tập đoàn dược phẩm để đầu tư vào chương trình cai nghiện. Bản thân cô ta cũng cai được Ligodon. Mẹ của Lenore hay cô con dâu trưởng đã mạnh mẽ sống sót sau chuỗi thảm kịch và đã mở quỹ Lenore giúp đỡ hàng triệu nạn nhân của nạn bạo hành gia đình. Món nợ của dòng họ Usher đã trả xong, những người chứng kiến quả báo tai ương ập xuống những người thân yêu của mình cũng có những thay đổi, bước ngoặt tích cực hơn. Ở một khía cạnh nào đó thì sự sụp đổ của dòng họ Usher vẫn có cho mình những gam màu tươi sáng, hy vọng. Bên cạnh những chi tiết này thì nếu như để ý kỹ hơn thì trong phân đoạn hai anh em nhà Usher lần lượt đóng hỏng đối phương, đạo diễn cũng đã lồng ghép các chi tiết về nhân quả và cả những Easter egg cực kỳ thú vị. Khi hành động bóp cổ của Madeline với anh trai tương tự như cách bà mẹ sát hại bố ruột của họ, còn cách Roderick hạ độc em gái lại giống như cách Madeline hạ độc chủ tịch Fortunato khi xưa. Đây cũng chính là cái chết đầu tiên mà hai anh em cùng nhau làm đồng phạm. Nhân quả được quay vòng như thế đến khi tính toán sòng phẳng mới thôi. Đồng thời cũng trong bộ phim thì hai anh em Roderick và Madeline đều thể hiện sự hứng thú với văn hóa Ai Cập cổ đại khi họ tin vào sự bất tử và quá trình ướp xác. Cái kết của Madeline với hai con mắt bị khoét rỗng đặt vào hai viên ngọc quý như là một hình thức để thức tỉnh tam quan ở thế giới bên kia có liên quan mật thiết đến tác phẩm truyện ngắn của Poe phát hành vào năm 1845 với đề tài xác ướp, đó chính là Some Words with a Mummy. Trong truyện thì nhân vật xác ướp đã có hàng nghìn năm tuổi, nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó, nhân vật này vẫn tiếp tục sống sót. Chi tiết này tương tự như Madeline dù đã bị Roderick moi não từ mũi và khoét mắt nhưng vẫn sổ ra từ căn hầm để bóp cổ anh trai tới chết. Tranh cãi và phỏng đoán về hình tượng của Verna, người phụ nữ bí ẩn đã đưa ra giao kèo chết chóc với hai anh em nhà Usher đã chính thức nổ ra ngay sau khi bộ phim lên sóng. Bà ta chắc chắn không phải là người trần mắt thịt rồi, nhưng liệu Verna có phải là quỷ dữ như các mô típ phim bán linh hồn cho quỷ để đổi lấy tiền tài hay không? Way to Way Movie chúng mình đã có những phán đoán và đánh giá cụ thể mà các bạn có thể cảm thấy thích thú. Điều đầu tiên mỗi khi nhắc tới Verna đó chính là hình tượng con quạ và sự ảnh hưởng của bà ta tới những cái chết của dòng họ Usher. Cái tên Verna này thực chất xuất phát từ bài thơ nổi tiếng của Edgar Allan Poe, The Raven, khi đảo ngữ của Verna chính là Raven, con quạ. Tập 8 của bộ phim đã tiết lộ Verna thực chất là một thực thể thuộc đấng tối cao. Từ nhiều năm trước, bà ta đã quan sát Arthur Pym, luật sư của nhà Usher trong quá trình vòng quanh thế giới của ông tới vùng Bắc Cực, gặp gỡ người dân bản địa Inuit và có thể bà ta đã theo chân Arthur tìm đến anh em nhà Usher sau sự việc chôn sống tày trời của cặp song sát này. Dựa trên thần thoại của người Inuit về thần quạ Raven, kẻ đã trộm ánh sáng của những vì sao để thắp sáng nhân gian. Có thể Verna chính là thần quạ Raven nức tiếng trong thần thoại cổ xưa, nhưng được cách điệu đầy chết chóc để trở thành một quả báo, nghiệp ứng sáng lên đầu hậu duệ Usher. Vì ở Verna không chỉ đơn thuần là hình tượng đại diện cho cái chết, mà ta còn nhìn thấy được sự công bằng, phán xét, soi sáng hay nhìn thấu tâm can con người ở nhân vật này. Verna đã tồn tại xuyên suốt chiều dài lịch sử loài người, được miêu tả như là một người có sức ảnh hưởng và có quan hệ mật thiết với những người giàu có, độc tài. Nhưng bà ta không hề ép buộc hay thao túng họ thực hiện giao kèo với mình, mà luôn đưa ra lựa chọn để họ tự quyết định. Điều này đã phản ánh rằng Verna không chỉ là quỷ dữ hay thần chết, bà ta có cho mình những tiêu chuẩn riêng như không tước đoạt mạng sống của người vô tội và biết thương xót trước cái chết của những người tốt trong dòng họ Usher. Dù trong tập cuối của series thì hình tượng Verna được khắc họa như là một quỷ dữ đến lấy món nợ đã được giao kèo, nhưng theo chúng mình đánh giá thì bản chất của Verna lại là nghiệp báo mà chúng ta thường thấy trong Phật giáo. Đã vay thì phải có trả. Nghiệp báo này chính là sự trừng phạt đau đớn nhất mà bất cứ kẻ thù ác nào cũng phải nếm trải, dù trước đó đã được cảnh báo nhiều lần. Hình tượng của Verna trong bộ phim với sức mạnh siêu nhiên như bất tử, thao túng, kiểm soát tâm trí và cả nhìn trước tương lai là những chi tiết được hiện thực và cụ thể hóa để tạo nên một nhân dạng sống động của hai từ, nghiệp báo. Còn rất nhiều giả thuyết hay ho khác về nhân vật Verna được bàn luận sôi nổi trên các trang đánh giá phim như thực chất bà ta là con quỷ săn lòng tham hay là tử thần. Thậm chí, Verna còn được phỏng đoán là mẹ thiên nhiên đến để bắt con người trả món nợ đã gây ra với các loài sinh vật của bà. Thực tế thì các nhà làm phim của sự sụp đổ của dòng họ Usher vẫn chưa đưa ra lời giải đáp chính thức về hình tượng của nhân vật này. Nhưng với những suy luận như đã phân tích của Way to Weir, các bạn có đồng tình với nhận định Verna là hình tượng cách điệu của quả báo hay không? Hãy để lại comment để chúng mình cùng bàn luận thêm nhé! Là một fan cứng của các series trinh thám kinh dị của Mike Flanagan, chúng mình phải công nhận rằng sự sụp đổ của dòng họ Usher là kiệt tác trong số kiệt tác của Flanagan, khi ông đã dành rất nhiều công sức để nghiên cứu truyện ngắn và cả các bài thơ của đại thi hào Edgar Allan Poe, để từ đó đem vào bộ phim những chi tiết sát sườn nhưng cũng đầy linh hoạt, tinh tế. Bên cạnh việc xây dựng kịch bản trên cuốn truyện ngắn The Fall of the House of Usher, đạo diễn của bộ phim cũng đã lồng ghép rất nhiều chi tiết liên quan đến các tác phẩm khác của Edgar Allan Poe.
Prospero Perry Usher là cái tên cúng cơm của cậu út nhà Usher, được xuất phát từ nhân vật chính trong truyện ngắn Mặt nạ tử thần đỏ của Edgar Allan Poe. Câu chuyện kể về vương tử Prospero đã mời 1.000 vị quý tộc tới lâu đài của mình để tham dự bữa tiệc xa hoa nhằm trốn tránh khỏi căn đại dịch được mệnh danh là tử thần đỏ ở bên ngoài thế giới. Căn bệnh dịch này khiến cho da thịt nổi bọng nước và chảy máu lở loét không ngừng, khiến cho con người phải chịu cái chết trong đau đớn kinh hoàng. Bên ngoài cánh cửa bữa tiệc là sự thống khổ của dân chúng, còn bên trong là Prospero và giới quý tộc tiệc tùng xa hoa trong những căn phòng được trang trí dựa trên 7 màu sắc khác nhau: đỏ, trắng, cam, tím, lam lục và cuối cùng là màu đen. Nhưng rồi thì sự xuất hiện của một kẻ đeo mặt nạ, mặc áo choàng đỏ tiến vào nơi đây. Để rồi đến khi Prospero bắt kẻ này bỏ mặt nạ ra thì mới biết hắn chính là tử thần đỏ, căn bệnh dịch đã làm chết hàng ngàn người. Prospero và tất cả quý tộc đều phải bỏ mạng trong chính bức tường kiên cố mà hắn tạo ra. Chuyển thể đầy tinh tế, Mike Flanagan đã khắc họa bữa tiệc trụy lạc của Prospero Perry Usher kết thúc trong đống bầy nhầy của máu me và xác thịt. Đặc biệt là nhân vật Verna đeo mặt nạ, mặc áo choàng đỏ xuất hiện tại bữa tiệc y hệt như tử thần đỏ trong truyện ngắn kinh dị. Một điểm đặc biệt của truyện ngắn này đã được vị đạo diễn cài cắm trong suốt bộ phim, đó là 7 căn phòng màu sắc khác nhau trong truyện được truyền tải linh hoạt thành bảng màu chủ đạo trong mỗi tập phim, khi 6 đứa con và một đứa cháu của nhà Usher đều có cho mình những phân cảnh đăng xuất liên quan tới màu sắc tương ứng, như Perry là màu đỏ tía, Camille trắng, Leo tím, Victory cam, Tammy lục, Frederick màu lam và cuối cùng là Lenore đen. Mỗi khi đến phân cảnh Roderick nhớ về người vợ đầu tiên, chúng ta luôn thấy ông đọc một đoạn thư tình với cái tên Annabelle là nhân vật chính. Đây chính xác là một bài thơ của Edgar Allan Poe dành tặng cho người vợ quá cố của mình. Bài thơ kể về tình cảm sâu sắc khôn nguôi giữa cái tôi của tác giả với người con gái Annabelle. Tình cảm của hai người vượt qua mọi gian nan, thử thách đến mức tối cao và các thiên thần nổi lòng ghen tị, bèn gây ra cái chết của Annabelle nhằm chia cắt tình cảm lứa đôi. Trong phim thì Annabelle cũng là cái tên của người vợ đầu của nhân vật chính Roderick Usher, người mà theo chúng mình đánh giá là kẻ tốt bụng duy nhất bên cạnh cô cháu gái ruột của bà là Lenore. Bà là người có tháng ngày đẹp đẽ nhưng gian khó cùng với chồng của mình khi Roderick chưa bị tiền tài dục vọng che mờ mắt. Tất nhiên là sau khi hoàn toàn biến chất, Roderick đã lập tức bỏ vợ và dùng tiền để lôi kéo hai đứa con về bên ông. Cái chết của Annabelle cũng được hé mở trong những tập cuối của series khi giây phút Roderick tước đoạt đi quyền nuôi con của Annabelle. Bà đã không cần mạng sống của mình nữa và có thể bà đã tự tử với một lỗ sâu hoắm sau đầu. Bài thơ Annabelle của Poe được vang lên mỗi khi nhắc về Annabelle là niềm hối hận, trăn trở sau cuối của Roderick, khi giờ đây bài thơ không phải là để nịnh yêu vợ nữa mà đó chính là sự sám hối, khẩn khoản van nài, níu kéo quá khứ vốn đã mục ruỗng từ lâu. Một nhân vật mà sau khi xem phim xong thì chúng ta thường bỏ sót, đó chính là người chồng của cô chị cả Tammy. William Wilson là tên thật của chồng Tammy. Anh chàng Jimmer luôn bị cô sai khiến thực hiện sở thích Coco của cô. Theo đó thì Tammy đồng ý để chồng giao cấu với người khác, thậm chí là ngay trước mặt mình để cô có thể cảm thấy giải tỏa. Điều này được lấy ý tưởng từ truyện ngắn William Wilson của Edgar Allan Poe, kể về cậu bé William Wilson. Cậu có một bản sao y hệt, có nhiệm vụ sửa chữa lỗi lầm mà mình gây ra hoặc thực hiện những việc nhỏ nhặt khác. Nhưng rồi thì càng lớn, William càng trở nên phóng túng và tìm mọi cách để thoát khỏi bản sao này vì bản sao luôn ngăn cản hắn làm điều xấu. Cuối cùng, William đã đâm chết bản sao, nhưng rồi thì hắn cũng chết ngay lập tức bởi bản sao đó chính là lương tâm còn sót lại bên trong hắn. Thực tế thì bộ phim Sự sụp đổ của dòng họ Usher đã không truyền tải sát sườn câu chuyện này của Poe, nhưng thông qua tình tiết quái đản của bộ phim như Tammy thường mời một cô gái khác đến nhà để âu yếm chồng cô bởi chứng kiến cảnh này đem lại cho cô cảm hứng tình dục, thì đây cũng có thể coi là một điểm tương đồng với truyện ngắn của Poe. Cái kết của Tammy cũng cho thấy ả ta đã tự kết liễu phần lương tâm cuối cùng trong mình đầy đau đớn khi cô đã dần trở nên ám ảnh và nhìn thấy bóng hình của một người tương tự mình trong những tấm gương, rồi từ đó tự hại chết đời mình. Bên cạnh đó thì như đã phân tích ở trên rằng mỗi đứa con nhà Usher trong phim đều có phân cảnh đăng xuất với màu sắc phim tương tự, với Tammy là màu xanh lục, đây cũng chính là màu sắc mang ý nghĩa tượng trưng cho sự đố kỵ, ghen tị hay độc ác, nguy hiểm. Luật sư cáo già của dòng họ Usher, Arthur Pym, được mệnh danh là kẻ dọn dẹp mọi chiến tích hổ thẹn của nhà Usher từ những năm tháng đầu tiên của đế chế này. Nhân vật này được xây dựng sát với tiểu thuyết Chuyện kể về Arthur Gordon Pym xứ Nantucket, cũng của Edgar Allan Poe. Xoay quanh câu chuyện về chàng trai Arthur Gordon Pym đã đi du hành qua khắp các đại dương, vòng quanh thế giới, chứng kiến người đồng hành qua đời, bị thiên tai vùi dập, phải ăn thịt người để sống sót. Trong chuyến hành trình đó, Arthur đã gặp một bóng người màu trắng bí ẩn. Cuốn tiểu thuyết này kết thúc ngay sau đó với những tình tiết bị bỏ ngỏ. Tác giả chỉ để lại một đoạn ghi chú cho nhân vật Arthur Pym của ông, rằng Arthur đã qua đời trong một tai nạn sau đó, đem theo tất cả những ghi chép, câu chuyện thám hiểm đầy hấp dẫn của ông vào cõi chết. Liên hệ mật thiết với bộ phim, quá khứ của Arthur Pym trong series này cũng đã được kể lại vô cùng huy hoàng, nhưng lại đột ngột kết thúc trong lúc cao trào nhất.
ông ta chưa từng kể thêm một lời nào về chuyến hành trình vòng quanh thế giới nghiệt ngã với lũ trẻ nhà Usher. Tập cuối cùng của bộ phim đã tiết lộ, bóng người trắng mà Arthur nhìn thấy trong lúc di chuyển đó chính là thần quạ Raven của người Inuit, hay chính là Verna. Giả thuyết bà ta đã theo chân Arthur về tới đất liền và gặp được cặp song sát nhà Usher là có thể xảy ra. Sự kết thúc đột ngột của câu chuyện thám hiểm khi xưa cũng được lý giải là do Arthur đã chứng kiến thành viên đoàn thám hiểm của mình ăn thịt người. Cú sốc và sự ghê hãi đã khiến cho Arthur tự động lực bỏ đi đoạn ký ức này trong trí nhớ của ông. Sự khéo léo và tài tình của vị đạo diễn nằm ở chỗ, từ câu chuyện thần thoại của người Inuit kết hợp với tiểu thuyết của đại thi hào Poe, cho ra một câu chuyện đầy bí ẩn về nhân vật trực tiếp liên can đến dòng tộc Usher. Phải công nhận rằng Mike Flanagan đã đầu tư rất nhiều công sức và chất xám vào tác phẩm lần này của ông. Không chỉ có những tên nhân vật của series được lấy cảm hứng từ các câu chuyện của Edgar Allan Poe, đến cái tên của loại thuốc giảm đau giúp dòng họ Usher một bước lên mây cũng được đem vào bộ phim một cách đầy châm biếm. Ligadon thực chất là một biến thể của từ Lycea, tên của truyện ngắn được đại thi hào viết vào năm 1838. Lycea trong truyện là một người vợ hoàn hảo. Cô xinh đẹp, thông minh, còn tài giỏi tháo vát, nhưng có số mệnh vô cùng ngắn ngủi. Sau cái chết của Lycea, ông chồng đau khổ và bị ám ảnh bởi sự hoàn hảo tuyệt trần của cô đến mức cưới ngay một cô vợ mới tên là Rowena. Nhưng rồi thì một thời gian sau, Rowena cũng mắc bệnh nặng. Trong cơn nguy cấp, ông chồng đã cho vợ của mình dùng thuốc phiện để giảm đau, nhưng tình hình của cô trở nên ngày càng tệ. Tưởng chừng như sẽ phải một lần nữa chôn cất người yêu dấu. Sáng ngày hôm sau, Rowena trở nên tràn đầy sức sống trở lại với dáng vẻ y xì đúc nàng Lycea. Hình tượng của Lycea trong câu chuyện được ví như tác dụng của quá trình chơi đồ, khi con người từ việc phải dựa dẫm vào những ảo mộng về chốn cực lạc và sự hoàn hảo, đến khi về với thực tại thì lại một lần nữa không thể không tìm đến những khoái cảm của chốn cực lạc kia. Trong bộ phim thì tập đoàn dược phẩm Fortunato đã trở nên hưng thịnh nhờ kinh doanh phân phối Ligadon, loại thuốc được quảng cáo là giảm mọi cơn đau của con người nhưng lại có nguồn gốc opioid, một hoạt chất của thuốc phiện có khả năng gây nghiện và tử vong ở người dùng khi quá liều. Trong phim, Ligadon là nguyên nhân gây ra hàng triệu cái chết của người dân trên nước Mỹ nói riêng và trên toàn thế giới nói chung. Loại thuốc này cũng là sản phẩm giúp cho đế chế nhà Usher dẫm lên cả núi xác người để đứng trên đỉnh cao quyền lực. Một tác phẩm giàu tính nhạc và đậm chất gothic của Edgar Allan Poe, bài thơ The Raven kể về một con quạ đã bay vào trong căn phòng có một người đàn ông đang đau khổ vì mất đi nàng Lenore yêu dấu. Con quạ cứ sừng sững đậu trên bức tượng thần Pallas, tức Athena. Nó có thể nói được nhưng chỉ lặp đi lặp lại điệp khúc Nevermore, Nevermore. Phân đoạn thơ này đã được miêu tả chi tiết trong bộ phim khi hình ảnh Roderick quỳ gục dưới chân con quạ sau cái chết của cô cháu gái duy nhất. Cái bóng của con quạ đổ lên ông ta như sự không tránh khỏi của nghiệp báo. Nevermore không bao giờ tồn tại dòng họ Usher nữa. Tất cả tiền của, sinh mạng, cơ ngơi đều trả về tay của người đã cho vay, song phẳng như giao kèo ban đầu. Và nỗi đau con cháu bỏ mạng này cũng không bao giờ có thể nguôi ngoai, không bao giờ có thể ngừng dằn vặt, ám ảnh ông ta cho đến tận giây phút lìa đời. Sự kinh hoàng của chi tiết này không chỉ đến từ việc chứng kiến hàng loạt con cháu trong nhà ra đi bằng cách thức man dợ, đau khổ nhất, mà còn từ việc nếu như nhìn kỹ hơn, chúng ta sẽ phát hiện rằng Roderick Usher đã trở thành loại người mà ông ta căm ghét nhất, loại người vô cảm, miễn nhiễm với mọi giá trị đạo đức, pháp luật, giống như ông chủ tịch hắn từng chôn sống vậy. Sự vô cảm với nỗi đau của Roderick là kết quả, nghiệp ứng cho cả một đế chế đã kinh doanh bằng thuốc giảm đau gây nghiện. Roderick Usher chưa từng thể hiện ra sự hối hận vì đã làm tiền bằng mạng sống của người khác. Ông ta chỉ thừa nhận cơn đau là điều cần thiết cho cuộc sống khi đến giây phút sắp đóng hòm. Sự máu lạnh, trống rỗng của người đứng đầu đế chế Usher mới chính là thứ toát lên dáng vẻ kinh tởm, đáng sợ nhất. Và vừa rồi là tóm tắt toàn bộ diễn biến của sự sụp đổ của dòng họ Usher cùng giải mã một số những chi tiết đáng chú ý trong bộ phim. Sắp hết video rồi nhưng mà bạn có biết nhân vật Verna và Roderick trong bộ phim được đảm nhận bởi hai diễn viên vốn đã có rất nhiều bộ phim tình cảm với nhau. Giờ đây họ lại trở thành quả táo của nhau. Và cả đây nữa, cô bé đóng vai Madeline ngày nhỏ chính là nữ chính của Ouija, tác phẩm kinh dị nổi tiếng của Mike Flanagan. Rồi thì bảng cầu cơ cũng xuất hiện trong cả phân cảnh này nữa. Còn quá nhiều chi tiết thú vị mà Way to Win muốn giải mã hơn nữa. Vậy còn các bạn thì sao? Các bạn đã xem hết series kinh dị cực phẩm này hay chưa? Hãy để lại bình luận ở phía bên dưới và đừng quên chia sẻ cảm nhận của các bạn về video ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại. Way to Weird out.